là 2 tầng. Phía sau là 2 tầng. Và xuống nữa là 1321. Hình thế rất xa sợ. Đây là xưa là hạt thở rồi. Nên không thấy cao nữa. Vâng. Nhưng mà tới này chắc là em sẽ phải đề nghị là lên thêm một lần nữa. Một là lên, hai cắt bỏ, nhưng mà không lên thì dễ hơn là cắt bỏ. Nghĩa là mình đổ cái sàn này xong mình lên cái máy, ít nhất là bằng cái phần anh đang ở đây. Anh nhìn chung là nhà trước cao sau thấp thì kiểu gì nó cũng tản mát. Người mình như thế, đây nhà anh, 3, 2, 1. Cái này thì nhà nào nó cũng thế nhé, chứ không phải nhà anh nhé. Không phải trường hợp nhà anh mà nhà nào nó cũng thế. Với cái thứ hai là nó có một cái hình thế tạo những cái đoạn rong ấy, nó đâm vào cuối nhà. Anh thấy chưa? Một cái đoạn rong trong cuối nhà thì nó cực đậm. Nên tự tạo cho mình. Tự tạo cho mình đấy. Thế nên là kể cả trong quá trình cuộc sống cũng thế thôi. Thì mình luôn luôn có những cái người mà người ta phía sau lưng mình ấy, nó luôn luôn dở trò cho mình. Đấy, với cái hệ thống chuồng trại bên chỗ của nhà mình này, chuồng trại của nhà mình nó cũng thuộc phía tây tây bắc này. Đấy, thì nói như thế này, lúc nãy thì em có nói câu là anh có một bà vợ cực kỳ đảm đang, nhưng mà không hiểu sao là cái mối quan hệ trong gia đình mình ấy, nó cứ thỉnh thoảng nó có vấn đề gì, nó việc không đáng nói, bởi vì những cái hệ thống xung quanh ở phía tây này nó xấu, nó sẽ bị như thế. Đấy. Thế còn cái ao kia thì rất tốt cho bà ấy. Đấy, tốt cho bà ấy. Thế nhưng mà bù lại thì cái hình thế này lại không tốt cho gia đình. Đấy, anh nhìn nhà anh thì bắt đầu anh tưởng tượng ra, như là cứ mất dần xuống.